Kính thưa quý phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cộng đồng, các em học sinh đã tạm nghỉ học hơn 2 tháng rồi. Từ đầu tháng 4 năm 2020, thực hiện chỉ đạo tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Mong quý phụ huynh học sinh hợp tác cùng nhà trường để 100% học sinh thực hiện học tập tại nhà. Nhằm hỗ trợ việc học của các em tại nhà được diễn ra thuận lợi, tập thể giáo viên bộ môn tin học ở nhiều trường đã phối hợp với nhau để tạo ra những bài giảng có tính tương tác để các em có thể dễ học và tiếp thu bài tốt nhất. Bây giờ thầy cô mời các em vào bài học. Để tiết học chúng ta đạt hiệu quả, thầy có một số điều cần lưu ý các em. Thứ nhất, chuẩn bị sách hướng dẫn tin học lớp 3. Thứ hai, chú ý nghe lời thầy cô giảng. Thứ ba, tích cực thực hiện các yêu cầu của bài học. Thứ tư, nhấn nút pause trên video để tạm dừng bài giảng để làm bài. Khi làm xong, nhấn nút play trên video để tiếp tục bài học. Xin chào các em, do thời gian nghỉ học của các em quá dài, do đó trước khi vào bài học mới ngày hôm nay, thầy sẽ ôn lại cho các em nội dung ở các bài. Bài 1, bước đầu soạn thảo văn bản. Bài 2, gõ các chữ á, ớ, đờ, ê, ô, ơ, ư. Bài 3, gõ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Ở bài 1, bước đầu soạn thảo, thì các em cần biết. Thứ nhất, giới thiệu phần mềm. Ở phần này thì chúng ta phải biết cách là khởi động phần mềm của. Để khởi động thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là nháy nút chuột biểu tượng Word trên màn hình nền. Rồi giao diện của màn hình Word hiện lên. Nếu có hiện thông báo về bản quyền thì các em có thể là nhấn nút Close để đóng lại. Và đây là giao diện của phần mềm soạn thảo Word. Ở trên đây mình gọi là bảng chọn. Vùng màu trắng dưới đây mình gọi là vùng soạn thảo. Và đứng nhấp nháy này mình gọi là con trỏ soạn thảo. Phần số 2 là soạn thảo văn bản. Để soạn thảo được văn bản thì chúng ta nhập từ bàn phím. Ví dụ thầy gõ bài số 1. Bài số 1. Để xuống dòng thì chúng ta nhấn phím Enter. Hoa mai xinh xinh. Rồi ví dụ như thầy gõ sai. Để xóa những cái từ gõ sai thì chúng ta có hai phím, đó là phím Backspace, phím Backspace và phím Delete. Thầy bật to lên cho các em xem như vậy. Đây là phím Backspace, là phím xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo. Phím Delete. Giờ chúng ta xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo. Phím Backspace là xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo. Phím Delete là xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo. Bây giờ mình quay lại màn hình Word. Rồi, bây giờ thầy đặt con trỏ soạn thảo ở giữa chữ D và chữ F đi. Nếu thầy nhấn phím Backspace thì nó sẽ xóa chữ D. Rồi nếu thầy nhấn phím Delete thì nó sẽ xóa chữ F. Thì thầy nhấn Backspace 3 lần để xóa chữ J, S, N. Rồi Delete để xóa S, D, J. Này, đó là nội dung số 2 chúng ta cần nhớ. Sang nội dung số 3 là chúng ta biết cách lưu văn bản. Lưu văn bản thì chúng ta sẽ vào File, chọn Save. Học thoại Save A hiện ra do chúng ta lưu lần đầu. Chúng ta sẽ chọn Browse để tìm vị trí mà mình muốn lưu. Ví dụ như thầy chọn UDD. Thầy chọn UDD. Thầy chọn ví dụ như chuyên học 5 đi. Rồi, cho file name là mình đặt tên. Đặt tên cho cái bài của mình.
Ví dụ như thầy đặt xóa chỗ bài 1 ha, thầy đặt tên là thực hành 1. Rồi, chúng ta nhấn nút sao để chúng ta lưu bài lại. Sau khi mình sao thì cái tên của bài sẽ đổi là thực hành 1. Bây giờ chúng ta sang phần số 4 là chúng ta thực hiện cách là đóng trang soạn thảo. Để đóng trang soạn thảo thì chúng ta sẽ nháy vào dấu X ở góc trên bên phải màn hình. Nháy vào dấu X để close là đóng nè. Rồi bây giờ chúng ta sang phần số 5 là mở một văn bản có sẵn. Vậy chúng ta thực hiện là khởi động phần mềm Word lên nè. Rồi khi mình mở lên thì cái nội dung văn bản mà mình mới nãy mình gõ đó nó không có ha, vì đây là một trang mới. Rồi để mở cái nội dung mà chúng ta văn bản mà chúng ta đã lưu á thì chúng ta sẽ vào file, chúng ta sẽ chọn open, đúng rồi, open. Rồi chúng ta sẽ chọn browse và chỉ đường dẫn tới mà vị trí mà mình muốn mở. Lúc nãy thầy lưu ở OED, bây giờ thầy vào OED ha. Rồi chọn tin học 5, mở số 1 tin học 5 lên. Rồi bài thực hành 1, thầy chọn vào bài thực hành 1. Sau đó thầy nhấn open để chúng ta mở. Rồi thầy vừa ôm xong cho các em nội dung bài số 1. Ở bài 2 gõ các chữ á, ớ, đờ, ơ, ô, ơ, ư. Số 1 kiểu gõ toilet, chữ cần có và cách gõ. Chữ cần có chữ ớ. Chữ ớ chúng ta gõ e e, chữ ô chúng ta gõ o o, chữ ê chúng ta gõ e e, chữ đờ chúng ta gõ giờ giờ, chữ ơ chúng ta gõ o w, chữ ư chúng ta gõ u w, á gõ e w. Còn số 2 kiểu gõ vini, để được chữ ớ thì chúng ta sẽ gõ e 6, chữ ô chúng ta gõ o 6, ê gõ e 6, đờ gõ giờ 9, ơ gõ o 7, ư gõ u 7, á gõ a 8. Bài 3 gõ dấu sắc huyền hỏi ngã nặng. Số 1 kiểu gõ thay led, dấu cần có dấu sắc, phím gõ là S. Ví dụ G A S chúng ta được chữ cá. Dấu huyền chúng ta gõ phím gõ F. Ví dụ G A F chúng ta được chữ cà. Dấu hỏi phím gõ là R. Ví dụ G A R chúng ta được chữ cả. Dấu ngã chúng ta gõ phím X. Ví dụ G A X chúng ta được chữ cả. Dấu nặng chúng ta chọn chữ chay, G A chay chúng ta được chữ cả. Sang số 2 kiểu gõ vini, dấu cần có dấu sắc, chúng ta gõ phím số 1. Ví dụ G A số 1 chúng ta được chữ cá. Dấu huyền chúng ta gõ phím số 2, G A số 2 chúng ta được chữ cà. Dấu hỏi chúng ta gõ phím số 3. Ví dụ G A 3 ra chữ cả. Dấu ngã chúng ta gõ phím số 4. G A 4 ra chữ cả. Dấu nặng chúng ta gõ số 5. G A 5 ra chữ cả. Nội dung vừa rồi thầy có 3 câu hỏi dành cho các em. Câu 1, vạch đứng nhấp nháy ở vùng soạn thảo em gọi là gì? A. Con trỏ chuột. B. Con trỏ soạn thảo. D. Con chuột. Các em hãy chọn cho mình một đáp án. Bây giờ thầy mời bạn Bin. Đúng rồi, câu B đúng, con trỏ soạn thảo. Chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay nào.
Bây giờ chúng ta sang câu số 2. Để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo, em nhấn phím nào? A. Delete. B. Enter. C. Backspace. Các em hãy chọn cho mình một đáp án. Thầy mời Anna. Dạ, thầy, câu C đúng. Đúng rồi, đáp án C là đáp án đúng. Thầy chúc mừng em. Bây giờ chúng ta sang câu số 3. Để lưu văn bản, em nhấn nút lệnh nào sau đây? A. Save. B. Open. D. Copy. Các em hãy suy nghĩ nào. Thầy mời bạn Bo. À đúng rồi. Chúng ta dành cho bạn một bài tràng pháo tay nào. Kết thúc 3 câu hỏi vừa rồi, hãy tin là các em đều trả lời đúng. Hãy chúc mừng các em. Các em hãy tự dành cho mình một tràng pháo tay nào. Mời các em vào bài 4, chọn phông chữ cỡ chữ. Tuần 22, trang 73-75, sách hướng dẫn tin học 3. Và bây giờ thì mời các em đặt sách trang 73 nào. Chúng ta nhìn vào phần A, hoạt động cơ bản. Câu số 1. Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn bản dưới đây. Các em hãy tạm dừng video và suy nghĩ. Khi nào có đáp án, hãy nhấn nút play để so sánh đáp án với thầy nhé. À đúng rồi, điểm giống nhau của hai đoạn văn này là đều có nội dung giống nhau. Và điểm khác nhau là chữ phông chữ và cỡ chữ. Chúng ta sẽ sang tiếp phần số 2. Chọn phông chữ cỡ chữ. A. Em hãy chỉ ra vị trí của các nút lệnh sau trên thẻ Home trong phần mềm Word. Đây là hai nút lệnh em cần chỉ ra. Bây giờ thầy mở phần mềm Word lên cho các em quan sát. Rồi các em hãy nhìn trên thẻ Home và hãy tìm ra vị trí hai nút lệnh mà bài yêu cầu. Em hãy nhấn nút tạm dừng để tìm. Sau khi mình tìm ra rồi, mình nhấn play để tiếp tục học. À đúng rồi, đây là hai nút lệnh mà chúng ta cần tìm. Mời các em sang phần B, thực hiện các thao tác ở cột thao tác. Sau đó quan sát thay đổi trên màn hình, điền vào chỗ chấm để được câu đúng. Ở bài tập này thầy sẽ thực hiện thao tác và nhiệm vụ của các em là làm bài điền vào chỗ chấm chấm. Rồi bây giờ thầy thực hiện thao tác thứ nhất nha. Chọn nút lệnh với tên bên phải ô phông chữ. Xuất hiện danh sách các phông chữ để lựa chọn. Rồi bây giờ thầy thao tác xem có đúng hay không nha. Đây là ô phông chữ. Thầy nháy vào mũi tên bên phải ô phông chữ xem có danh sách không nha. Có không các em? Có nè. Rồi. Bây giờ mình quay lại phần dòng số 2. Dòng 2, chọn phông chữ Times New Roman, sau đó gõ bài từ. Chữ hiện ra trên trang soạn thảo có phông là Times New Roman, gõ cỡ chữ là. Rồi bây giờ thầy thao tác các em làm nha. Chọn phông chữ là Times New Roman, gõ bài từ. Ví dụ như thầy gõ từ trường em. Rồi em hãy quan sát lại phông chữ và cỡ chữ. Ô nào thay đổi, ô nào không thay đổi.
và chúng ta điền vào trong sách. Rồi, ở phần dòng thứ hai này mình điền gì? Chữ gì vào chỗ chấm nào? Là bao nhiêu các em? Đúng rồi, là 11. Chọn nút lệnh, tên bên phải ô cỡ chữ xuất hiện danh sách các số thể hiện kích cỡ chữ khác nhau. Giờ chúng ta sẽ quan sát trên màn hình. Rồi, nhí phải chuột bên ô cỡ chữ nó sẽ xuất hiện danh sách các cỡ chữ khác nhau. Rồi, ở đây thì không chọn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sang quay trở lại trang sách. Dòng cuối cùng, chọn số 20 rồi gõ vài từ. Chữ hiện lên có cỡ chữ, có cỡ. Rồi, bây giờ hãy chọn số cỡ chữ. Chọn số 20. Rồi, chúng ta quan sát nha. Bây giờ mình có từ quê hương em. Tươi đẹp. Rồi, càng quan sát. Cái chữ của nó là bao nhiêu nào? Rồi, mình quay lại trang sách và mình điền vào nha. Chữ hiện lên có cỡ 20. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung B. Hay nhắc lại đáp án mình điền vào là, đây là mình điền là 11. Rồi, ở đây mình điền là 20. Số 20. Bây giờ hãy mời các em đặt sách sang trang 74. Chúng ta là phần 3. Ba, thay đổi phông chữ cỡ chữ cho một phần văn bản. Đọc thông tin trong hình rồi trao đổi với bạn về cách thay đổi phông chữ cỡ chữ cho một văn bản theo hướng dẫn. Rồi, thì hãy mời các em đọc nội dung trong hình này, sau đó mình thực hiện là đổi phông chữ cỡ chữ. Chọn phần văn bản cần điều chỉnh bằng cách đưa con trỏ đến đầu phần văn bản, nhấn giữ nút trái chuột, kéo thả đến cuối phần văn bản rồi thả nút chuột. Chọn thấy phông chữ cỡ chữ, khi đó cả phần văn bản đã được chọn điều chỉnh theo ý muốn. Rồi, bây giờ hãy mở phần mềm Word lên và thao tác cho các em xem nha. Rồi, bây giờ hãy muốn chọn phần văn bản này. Em đang học bài. Hãy sẽ đặt con trỏ chuột ở đầu đoạn văn bản và nhấn giữ nút trái chuột kéo đến cuối phần văn bản. Rồi thả nút chuột ra. Đó, mình đã được chọn được phần văn bản. Rồi bây giờ mình chọn tới phông chữ và cỡ chữ. Rồi hãy nhấn vào, hãy chọn phông chữ là Times New Roman. Rồi bây giờ hãy chọn cỡ chữ là 28 ha. 28. Nó to lên. Đó là thao tác mà chúng ta đã định dạng phông chữ và cỡ chữ. Em nhớ nha. Bây giờ chúng ta sang phần B lớn, hoạt động thực hành. Số 1, thực hiện các yêu cầu sau. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần Word nha. Rồi ở phần này thầy ta sẽ gõ sẵn cho các em 3 câu. Rồi, bây giờ chúng ta làm. Câu yêu cầu thứ nhất là gõ một câu tiếng Việt tùy ý, phông chữ Arion, cỡ chữ 17. Câu thứ nhất chúng ta sẽ chọn là phông chữ là Arion, cỡ chữ 17. Bây giờ 17 không có thì sao các em? Nếu không có thì chúng ta sẽ gõ vào. Chúng ta gõ 17 và nhấn Enter. Như vậy là được. Rồi, câu số 2. Gõ một dấu tiếng Việt tùy ý, một câu tiếng Việt tùy ý, câu phông chữ Times New Roman,
Cỡ chữ 14. Cho công dân Thanh Roman, cỡ chữ là 14. Rồi câu số 3, gõ một câu tiếng Việt tự ý, phóng chữ là Tha Hô Ma, cỡ chữ 12. Tha Hô Ma, trường hợp không, nếu mà không có đây, chúng ta có thể là gõ vào phông chữ ha. Tờ A, H. Đó, khi mà chúng ta gõ xin hiện ra, hoặc là chúng ta gõ hết luôn cũng được. Hô Ma, Enter, đồng ý. Rồi cỡ chữ là 14. Rồi các em lưu ý ở phần mà chọn phông chữ và cỡ chữ, nếu mà không có thì chúng ta có thể gõ vào, gõ tên phông chữ vào hoặc là cỡ chữ vào. Tuy nhiên là cũng có thể là trên máy không có phông chữ đó thì nó sẽ không hiện. Rồi chúng ta kết phần hút phần 1. Bây giờ chúng ta sang phần số 2. Soạn thảo bản theo mẫu và lưu văn bản vào máy tính. Rồi bây giờ phần số 2 này các em thực hiện là soạn thảo bài Sapa. Rồi chữ Sapa này đã được định dạng căn giữa ha. Nhưng mà khi các em gõ thì nó nằm bên tay trái cũng không sao. Ví dụ ha, hãy enter xuống dòng. Hãy gõ chữ Sapa. Sapa. À, nếu mà nằm bên trái, chúng ta xuống dòng mình gõ tiếp. Sapa là một huyện vùng núi. Rồi. Tiêu đề chữ Sapa này nó nằm bên tay trái luôn cũng không sao nha các em. Rồi phần này thì các em sẽ tiếp tục làm. Các em tiếp tục làm trên máy của mình. Bây giờ hãy sang quay lại phần C. Phần C hoạt động ứng dụng mở rộng số 1. Gõ một đoạn văn bản khoảng 5 dòng về chủ đề giới thiệu các thành viên trong gia đình. Sau đó chọn phông chữ cỡ chữ theo ý thích. Rồi phần này các em tự làm nha. Rồi bây giờ chúng ta sang phần số 2. Trao đổi với bạn tìm hiểu chức năng của các nút lệnh trong thẻ Home. Rồi bây giờ mình sang màn hình Word. À, tìm hiểu cái chức năng nút lệnh. À, đây là hai nút lệnh mà chúng ta cần tìm hiểu. Nút lệnh này mình gọi là Highlight. Lệnh mình gọi là Font Color. À, là màu chữ. Highlight là mình tô màu chú thích đó. Rồi. Bây giờ dù thì nháy vào nút chữ Highlight. À, rồi hãy chọn vào cái dòng này, chữ là tôi Việt Nam. Rồi cái gì xảy ra các em? À, nó tô màu nền cho cái văn bản mình chọn. À, đây là màu đỏ, chúng ta có thể thay đổi màu đó bằng cách là nháy vào mũi tên bên phải của đó, chúng ta chọn màu ha, có nhiều màu. Ví dụ mà hãy chọn xanh lá cây đi. Rồi đây là nút highlight là dùng để tô màu ha, tô màu nền. Rồi bây giờ mình tìm hiểu thêm cái nút lệnh là font color nha. Rồi bây giờ chọn giống tôi yêu Việt Nam là nhảy ra. Nó không tác dụng gì hết. À, muốn sử dụng nút lệnh font color này thì bước 1 là chúng ta phải chọn văn bản mà chúng ta muốn đổi màu. Bước 2 là chúng ta mới chọn vào nút font color thì nó mới có tác dụng nha. À, nó mới có thành đổi màu đỏ. À, các em nhớ nha, bước 1 là mình phải chọn màu, chọn văn bản. Thì nhắc lại, bước 1 là mình phải chọn văn bản mà mình muốn đổi màu. Bước 2 là mình nháy vào nút lệnh font color. Rồi mình muốn màu khác thì mình cũng mới chọn văn bản muốn đổi màu, sau đó mình nhấn vào nút bên phải của nút font color và mình chọn màu, có nhiều màu ha. Ví dụ hãy chọn màu xanh dương đi. À, rất là đẹp. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bài học ngày hôm nay. Thầy có hai câu hỏi để hỏi các em xem các em có hiểu được bài.
Câu 1. Để hiển thị danh sách phông chữ, em chọn mũi tên bên phải nút lệnh nào sau đây? A. B. C. Các em hãy chọn cho mình một đáp án. Thầy mời bạn Bin. À đúng rồi, đáp án A đúng, hãy chúc mừng. Chúng ta sang câu 2. Để đổi màu cho văn bản, em nhấn vào nút lệnh nào sau đây? A. B. Các em hãy chọn cho mình đáp án. Thầy mời bạn Bin. Bạn Bin chọn đáp án A. Có bạn nào có ý kiến khác không nào? Thầy mời bạn Susan. Susan chọn đáp án C. Các em hãy suy nghĩ thêm một chút nữa. Thầy mời bạn Bo. Dạ thầy, cả ba câu đều đúng ạ. Đúng rồi, đáp án A, B, C đều đúng. Bạn Bo rất là giỏi, hãy đề nghị cái lớp dành cho bạn một tràng pháo tay nào. Vừa rồi chúng ta vừa học xong bài chọn phông chữ cỡ chữ. Bây giờ thầy cùng các em nhắc lại nội dung kiến thức cần nhớ ngày hôm nay nhé. Để chọn phông chữ cỡ chữ thì chúng ta có hai cách. Cách một là chọn phông chữ cỡ chữ rồi gõ nội dung văn bản. Cách hai là gõ nội dung văn bản, chọn phần văn bản muốn thay đổi rồi chọn phông chữ cỡ chữ cho phần văn bản đã chọn. Bài học hôm nay giúp các em biết cách chọn phông chữ và cỡ chữ. Các em hãy vận dụng nó vào các bài soạn thảo của mình để tạo ra những phông chữ và cỡ chữ theo ý thích. Để tiết học sao đạt hiệu quả, hãy đề nghị các em về nhà đọc trước bài 5 chọn kiểu chữ căn lời ở trang 76. Tiết học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hãy chào các em và hãy hy vọng sẽ được đồng hành cùng các em trong tiết học sau. Xin chào tạm biệt.